Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn cho anh em cái cuốn thứ tư của cái phần thứ tư của nhiệm vụ bí ẩn nha anh em. Là hôm nay là cuốn thứ tư. Đây, mối hận trong quá khứ đây. Của sách kỹ năng bị mất. Thì cái yêu cầu mà để anh em có được cái cuốn thứ tư này á, thì đầu tiên anh em phải hoàn thành cái nhiệm vụ yêu cầu của cái thằng thợ rèn này nha. Nếu mà anh em nào mà chưa làm xong yêu cầu của cái thung lũng rắn á, thì anh em cứ lại thằng thợ rèn này có cái dấu chấm hỏi màu đỏ trên đầu á, anh em nhận xong, anh em làm xong nhiệm vụ đó, rồi anh em hoàn thành cuốn thứ ba thì nó sẽ ra cuốn thứ tư cho anh em. Rồi thì mình bắt đầu nha. Đây thì đầu tiên mình cần gặp con này, thì con này nó sát bên thợ rèn luôn anh em. Đây đó, mình lại mình nói chuyện với nó rồi. Ok, tiếp theo đây, nó kêu mình phải đánh bại đội trưởng ác nhân đây. Thì đội trưởng ác nhân này là ở bên thôn ác nhân nha anh em. Đó, anh em di chuyển tới bờ quán màu đỏ với mình. Đây, quấn con chùm màu đỏ đây. Rồi, con chùm màu đỏ ai quấn mất tiêu rồi. Trời ơi, rồi nó xuất hiện rồi anh em. Thì anh em quýnh con chùm này đó, đội trưởng ác nhân này nè. Rồi ok, rồi sau khi mà anh em đánh xong á thì anh em lại quay về cái thùng lũng rắn tiếp anh em. Đây đây, nó hiện lên đây này, mình cứ biến đại bên mình chạy qua. Đó, vị thứ ba này thì mình lại tiếp tục mình quay về mình nói chuyện với cái bà già này tiếp. À, rồi xong rồi tới cái vị thứ tư đây, bà lão xeo đây. Bà lão xeo đây thì ở bên thôn ác nhân nha anh em. Đó, anh em qua lại thôn ác nhân đây, bà lão xeo ở đây có người dân NPC có chưa? Rồi chưa có, thì mình kiếm ai gần cho đó mình sẽ leo vào. Xeo đây. Đó, mình nói chuyện với bà này. Rồi thì tiếp theo ở cái năm đây, mình nó kêu mình phải đi lấy cái này nè. Ocean gì đây. Đó. Thì bây giờ ở cái gỉ thứ năm này thì anh em di chuyển về lại khu vực Bichon giúp mình. Anh em vào nghĩa địa Trần Tinh. Anh em đi qua nghĩa địa Trần Tinh 2 nha. Anh em tới ngay chỗ cái con màu đỏ đây giúp mình. Núi đây giúp mình nha. Đó, ngay vách vực đây nè. Đó, rồi anh em thấy chỗ này quen không? Chỗ này mà ai làm tới đây là hồi xưa mình có nhảy xuống đây một lần rồi nè. Thì giờ mình tiếp tục mình nhảy xuống thêm lần nữa. Rồi. Đó, nhảy vô mình lại quýnh con này thêm lần nữa nè anh em. À đây, anh chấp hết. Rồi để gom gom như nhiều quýnh lần cho nhanh. Mấy con này giờ là đi gãi mình quýnh mình. Ồ là đây mai. Gãy thứ sáu đây thì nó kêu mình qua lại chỗ bà lão sale để mình trả nhiệm vụ á. Anh em ra khỏi map là anh em hãy tele về nha. Ở trong map đây thì mình không tele được đâu. Rồi đây, tele lại về đây. Đó, văng nó đi rồi.
là mình trả nhiệm vụ. Ok. Rồi ở gửi thứ bảy này, nó kêu bây giờ mình phải đi kiếm thằng nhân viên Suwon nè, nhận được chiếc quạt này nên đi tìm hỏi anh ta. Thì bây giờ ở đây anh em di chuyển qua cái chỗ mà đồng bằng Pinbaba giống mình. Đây nó ở nằm ở đây nha anh em. Đây nè, nằm ngay chỗ đây nè. Mình bị gái nó treo khúc mất rồi. Thì đây mình ta le về con quái xanh này mình chạy qua cho nhanh. Anh em chạy tới đây giống mình nha. Đây, giờ anh em chạy qua bên kia. Chỗ này hơi phiêu rồi. Đó, đây là anh em nhảy lên. Con này nó đứng núp hơi kỹ, anh em để ý xíu nha. Vị thứ 8 này thì mình quay về lại cái thùng rắn mình gặp cái bà đây. Thùng lộn rắn. Hiện đại này. Rồi, anh em nói chuyện qua đây nha. Cái gợi ý thứ 9 này thì anh em lại di chuyển về lại Pichon giống mình. Anh em vào thung lũng Pichon ẩn giấu. Anh em lên tầng thứ 4 đây, ở đứng ngay đó. Rồi, anh em di chuyển qua thôi. Đây, anh em chạy ra là anh em gặp luôn đây. Anh em nói chuyện bà này. Rồi, cái thứ 9. Giờ tới cá thứ 10 thì kêu mình tiêu diệt 60 con đây này. Anh em chạy ra trước đây, anh em quýnh mấy con trước đây cho mình. Đó, đập mấy con trước đây, đập 60 con là đủ. À, hay quá, có đứa quýnh. Lại quýnh chung cho nó vui. Rồi ok anh em. Sau khi mà anh em đánh xong ở đây 60 con rồi đó. Thì cái phần tới phần 11 đây. Gợi ý thứ 11 đây. Anh em chạy thẳng vào đây giúp mình nha. Đó anh em chạy vào đây nè. Và từ đây chạy vô thẳng luôn. Rồi. Đó anh em chạy vào đây. Anh em nhảy lên tới đây là nó sẽ tự nhận nhiệm vụ nha anh em. Vãi, nó đá mình bay ra ngoài luôn. Ôi trời ơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đùa. Rồi, máy về đây luôn. Chán mấy ông game thật. Trời ơi là trời ơi.
trong mình đây lâu lâu, nói chung anh em làm nhiệm vụ mà bị lỗi là chuyện bình thường, mình đã lâu lâu mình làm cũng bị hoài. Rồi bây giờ vô đây là nó sẽ tự nhận nhiệm vụ luôn, vô xúc con bò, nhìn mặt con bò ngầu thật, ngầu của chúng tôi vậy, lại ngầu của chúng tôi nữa. Nói chung làm ở cái này thì tốt nhất các bạn nên trên 60k lực chiến nha. Cái này mà cỡ 60k lực chiến thì đánh còn hơi bị gượng ép. Cái này chắc tầm cỡ 70k là làm vừa. Ok. Rồi ở gợi ý cuối cùng đây, gợi ý thứ 12 đây, thì mình nhắn vô cái xác nữa là xong. Đó, rồi, xong ok. Đó là mình hoàn thành xong cái cuốn thứ tư này rồi anh em. Đó. Thử thách mở khóa hai ngôi mộ. Rồi xong khi mình nhận thì nó mở khóa luôn. Thì ở đây mình cũng hoàn thành xong rồi. Thì có lẽ là có khi là 2 ngày tiếp theo thì mình đang dồn đồ. Mình đang dồn đồ để mình ép đồ đỏ. Thì dự định của mình là mình sẽ chế tạo cái nhẫn anh em. Đây. Mình sẽ chế tạo cái nhẫn đây. Đó. Có anh em nào mong chờ không? Nếu mà có thì anh em ráng đợi mình 1 2 ngày nữa nha. Mình nói chung là mình đang dùng đồ sắp đủ rồi. Thì nói chung cũng chúc anh em hoàn thành nhiệm vụ thành công nha. Và nếu thấy thích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.